Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình SBTN Washington DC. Kế tiếp, Quý Châu xin gửi đến quý vị chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa do Trần Quang Duật thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán thính giả, quý chiến hữu đến với chương trình truyền hình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tháng 12 của chúng tôi gồm hai phần chính sau đây. Phần thời sự trong tháng, tiết mục thứ nhất, những ngày lễ lớn, tiết mục thứ nhì, bốn chữ, tình tự võ bị. Và phần chủ đề trong tháng của chúng tôi là mặt trận phải tiếp tục. Thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi phần thời sự của chúng tôi với tiết mục thứ nhất, những ngày lễ lớn. Khi chương trình này được trình chiếu thì những ngày lễ lớn đã đến. Thay mặt Ban biên tập Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, xin kính chúc quý vị tướng lãnh, đại gia đình quân đội một năm mới thật tràn đầy tin vui và hạnh phúc. Cũng không quên chúc mừng năm mới đến Đại bàng Tăng Gô, Cao Bằng, Đồ Sơn và Niên trưởng Cam Danh cùng quý chiến hữu cặp biển. Chúng tôi cũng xin tri ân tất cả những thân hữu, niên trưởng và chiến hữu và gia đình bản tin Hoa Tỉnh Đốn đã khuyến khích đóng góp những ý kiến để chương trình này mỗi ngày một phong phú và xúc tích. Tiết mục thứ nhì, bốn chữ tình tự võ bị. Nhân dịp Xuân Bính Thân, Ban xã hội của Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam mở chiến dịch Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ, kêu gọi quý thân hữu, đại gia đình võ bị tiếp tay tô đậm màu, an phao đỏ và bốn chữ tình tự võ bị. Ban biên tập kêu gọi quý chị trong đoàn phụ nữ Lâm Viên, các cháu trong đoàn thanh thiếu niên đa hiệu, các khóa, các hội địa phương tích cực yểm trợ để ban xã hội ngoài việc gửi tiền lì xì về các cùi thương binh còn kẹt tại quê nhà, còn có một chút quà thăm hỏi đồng môn đang neo đơn tại các nước sinh hồn. Chi phiếu yểm trợ xin gửi về Lộc Phan, memo xin đề Cây Mùa Xuân. Xin gửi về địa chỉ Lộc Phan, 4708 Mason Road, El Monte, California, 91732. Thân chúc Ủy viên xã hội Hoàng Như Cầu thành công. Phần chủ đề, trận chiến phải tiếp tục. Trong cuộc chiến Việt Nam có hai mặt trận. Mặt trận thứ nhất là bằng vũ trang và mặt trận thứ nhì là chiêu hồi. Bàn về cuộc chiến bằng vũ lực thì không cần phải nói nhiều, đạo quân bảo quốc an dân đã phần nào hoàn thành được nhiệm vụ được giao phó để chống lại đoàn quân tay sai của Nga Tàu. Chúng tôi đã đề cập nhiều trong chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Mặt trận chiêu hồi trước năm 75. Xin phép được sơ lược về lịch sử của mặt trận này như sau. Khi Tổng thống Ngô Đình Diệm đặt viên gạch đầu tiên xây dựng Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam tại Đà Lạt, đã ban huấn thủy cho biết bây giờ là một cuộc chiến tranh lấy lý tưởng chống lý tưởng. Và ông đã dùng kinh nghiệm của Phi Luật Tân, chiêu dụ Cộng sản Húc của Sir Robert Thompson trong chương trình Bình Định tại Malaya, nên ngày 17 tháng 4 năm 1963, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra bản tuyên cáo mở đầu chiến dịch kêu gọi cán binh Việt Cộng về với chính nghĩa quốc gia, được mang tên là Phong trào chiêu tập kháng chiến lầm đường, và sau này được đổi thành chiêu hồi. Bản nhạc Ngày Về của nhạc sĩ Hoàng Giác được dùng để mở đầu cho chương trình. Hầu như dân miền Nam trước năm 75 không ai là không thuộc. Tung cánh chim tìm về tổ ấm. Thực hiện chương trình này qua các phương tiện truyền thông, phi cơ giả chuyển đơn, thả các radio transistor nhỏ, thiết lập các đội vũ trang tuyên truyền để những người lầm đường lạc lối sớm trở về với chính nghĩa quốc gia. Kết quả của chương trình chiêu hồi. Từ ngày bắt đầu thi hành chương trình này vào năm 1963 đến ngày 30 tháng 4 năm 75, đã có hơn trên 230.000 cán binh cộng sản về với chính nghĩa quốc gia. Đa số những thành phần này là thành phần ở miền Nam, lính biển Bắc tương đối ít hơn. Cấp bậc cao nhất giao hội chánh là Thượng tá Tám Hà. Nhân viên dân sự cao cấp nhất giao hội chánh là trưởng ty y tế tỉnh Pleiku, bác sĩ Đặng Tân. Trong số những người hội chánh có những nhà văn có chân trong Hội Nhà văn Việt Nam của Việt Cộng như nhà văn Xuân Vũ, Bùi Quang Chiết, có nhạc sĩ, tác giả khúc nhạc mở đầu cho đài phát thanh của mặt trận là Phan Thế, có tài tử điện ảnh của đoàn làm phim Hà Nội, Cao Huynh, có nhân viên văn phòng, bí thư thành ủy Sài Gòn Gia Định, Tô Minh Trung. Lý tưởng quốc gia đã thắng. Trong trận chiến 72, một đại đội võ trang tuyên truyền bị Việt Cộng phục kích ở cầu Bồ Bản, Quảng Trị. Thay vì đầu hàng hoặc trốn chạy, họ anh dũng ở lại chiến đấu và tiêu diệt 68 tên
cán binh cộng sản. Hành động quả cảm này của đại đội võ trang tuyên truyền đã được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 tuyên dương và Bộ chiêu hồi tưởng thưởng. Một số hồi sinh viên đã được tuyển dụng làm cán bộ võ trang tuyên truyền đã được bổ sung vào các thuyết trình đoàn của Bộ chiêu hồi để thường xuyên đến các trường học, các xưởng máy, các tổ chức cộng đồng tôn giáo lớn và xã hội để nói chuyện cho đồng bào nghe về thực trạng của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Năm 1972, một đoàn thuyết trình gồm những người sinh trưởng trên đất Thái Lan đã được đưa qua Thái Lan để nói chuyện cho kiều bào sinh sống tại đây nghe về thực trạng của xã hội miền Nam. Hồi chính viên Mai Văn Sổ được đưa qua Paris để sinh hoạt với Việt Kiều và hai tháng sau, Mai Văn Bộ mất chức Tổng đại diện Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Pháp. Hồi chính viên Hồ Văn Biểu được đưa qua New Delhi để nói chuyện về thực chất của Liên minh Dân chủ Hòa bình nhân dịp Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình thăm viếng Ấn Độ. Hồi chính viên Bùi Công Thương được đưa qua Úc làm chứng trước tòa rằng nhà báo Alfred Bouchet viết lách gian dối, không khách quan khi tường thuật lại thực trạng tại các vùng giải phóng tại miền Nam Việt Nam trong một vụ kiện đòi bồi thường danh dự giữa nhà báo và một vị thượng nghị sĩ. Hiệp định Paris và lý tưởng quốc gia. Chiều ngày 27 tháng Giêng năm 1973, Bộ chiêu hồi được lệnh của Phủ Tổng thống tiếp nhận ngay trong đêm 11.500 tù binh cải danh ngồi tránh do quân đội chuyển giao từ các trại tù binh Biên Hòa, Cần Thơ và Phú Quốc. Công việc phải hoàn tất trước 8 giờ sáng ngày 28 tháng Giêng năm 73 là thời điểm Hiệp định Paris có hiệu lực. Sự tiếp nhận của các trung tâm tiêu hồi trong toàn quốc là 5.400 người, nay phải tiếp nhận một lực lượng quá lớn. Bộ chiêu hồi phải đương đầu với nhiều khó khăn về chỗ ở, chỗ nằm và nuôi ăn, cùng tất cả mọi sinh hoạt. Tuy rằng mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng trong bối cảnh vừa mới đình chiến, vừa cận kề ngày Tết, những tù binh cải danh này nếu không chuyển qua quy chế hồi tránh, thì giờ này đâu còn bị giữ tại các trung tâm chiêu hồi mà đã được trao trả cho Việt Cộng và trở về với gia đình. Đương nhiên là họ rất là dao động và viễn tượng an ninh tại các trung tâm tiếp nhận thật là đen tối. Bộ chiêu hồi đã linh động chỉ lập danh sách theo địa chỉ cư trú rồi cấp giấy hoàn hương và cho lộ phí tất cả 11.500 người này về nhà ăn Tết. Sau đó sẽ đến trình diện lại cơ quan chiêu hồi địa phương để nhập lại trung tâm, làm thủ tục cấp thẻ căn cước theo các lớp huấn luyện, huấn nghệ. Việc làm này của Bộ chiêu hồi vừa để giải quyết khó khăn trước mắt, vừa để trắc nghiệm mức độ thành thật của các hồi chính viên sau khi đã được huấn luyện. Bộ chiêu hồi đã ước lượng chừng 20% sẽ bỏ đi theo Việt Cộng, nhưng trong thực tế chỉ có hơn 4% trong số họ đã bỏ không ra trình diện. Và sau ngày 30 tháng 4 năm 75, tất cả các tập thể hồi chính viên mà Việt Cộng gọi là thành phần phản cách mạng đều bị đưa ra tòa xét xử. Một số bị kết án tử hình, phần còn lại cùng chung số phận với quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa bị đưa vào các trại giam cải tạo. Sau 40 năm, chính sách chiêu hồi này bị quên lãng. Chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa sẽ cố có những chương trình thật đặc biệt để làm sống lại, hồi sinh lại hai chữ chiêu hồi trong cuộc đối đầu với chế độ Ba Đình hiện nay. Nhân ngày 22 tháng 12 năm nay, Việt Cộng kỷ niệm thành lập lực lượng võ trang. Chúng tôi kêu gọi tất cả các lực lượng này hãy sát cánh cùng nhân dân và cả nước đứng lên làm một cuộc cách mạng thay đổi và thay thế chế độ độc tài, đảng trị ở trong nước. Và thưa quý vị, để tưởng niệm lần giỗ thứ 19 của Trung tướng Lê Nguyên Khang, cựu tư lệnh binh chủng Mũ Xanh, trong câu chuyện tháng 12, xin mời quý chiến hữu đón xem chủ đề Vị tướng thầm lặng, nói về những đóng góp to lớn mà tướng Lê Nguyên Khang đã cống hiến cho quân đội và cho quốc gia. Xin Thượng Đế phù hộ cho dân tộc Việt Nam sớm thoát sự thống trị của bọn Quỷ Đỏ. Xin đa tạ. Thông báo: bầu cử Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Tampa Bay, Florida, nhiệm kỳ 2015-2018, 11 giờ sáng ngày 20 tháng 12 năm 2015, 4921 71 Avenue North Pinellas Park, Florida, 33781. Liên danh Thăng Tiến. Phương châm: phục vụ lợi ích và quyền lợi cộng đồng, bảo vệ lập trường người Việt quốc gia và bảo tồn văn hóa dân tộc Việt. Cố vấn pháp lý về xã hội và y tế. Liên hệ với các giới chức chính quyền địa phương đến liên bang vì quyền lợi đồng hương. Yểm trợ phong trào đấu tranh dân chủ quốc nội
đòi quyền làm người cho Việt Nam. Ứng cử viên chủ tịch cộng đồng Trần Công Thức, 53 tuổi, nghề nghiệp hiện tại, nhân viên, đương kim chủ tịch cộng đồng Việt Nam quốc gia Tampa Bay 2013 đến 2015, kim tổng thư ký cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ. Ứng cử viên phó chủ tịch cộng đồng Võ Văn Hạnh, 70 tuổi, tốt nghiệp sĩ quan cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc đại úy, nghề nghiệp hiện tại, hưu trí, những hoạt động trước đây hội cao niên vùng Tampa Bay, phó chủ tịch nội vụ hội tù nhân chính trị thành phố Hartford, Connecticut. ANZ AutoCare, nhóm thợ người Việt có bằng ASE Certified, có trên 20 năm kinh nghiệm tận tâm phục vụ, nơi trang bị máy móc hiện đại, định giá miễn phí và hiện đang bớt 20% tiền labor. Tùy trường hợp, ANZ AutoCare nhận Certified các xe Compass Inspection, mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, Chủ nhật xin lấy hẹn. ANZ AutoCare tọa lạc tại 8440 Lee Highway, Fairfax, Virginia 22031. Cách Aden Center 14 phút lái xe, điện thoại số 703-573-3000 hay 571-228-0381. Bảo đảm quý khách sẽ hài lòng khi đến với ANZ AutoCare. Thành kính phân ưu, nhận được tin buồn thân mẫu, bác sĩ Đỗ Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, cụ bà quả phụ Đỗ Văn Kỳ, nhũ danh Nguyễn Thị Xuân, tên Thánh Mata, vừa tạ thế tại Australia ngày 17 tháng 12 năm 2015, hưởng thượng thọ 95 tuổi, thành thật chia buồn cùng bác sĩ Hội và tang quyến, cầu nguyện hương linh cụ bà Mata sớm về nước Chúa. Thay mặt Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ tịch Hội đồng đại biểu, ông Nguyễn Văn Tươi, Chủ tịch Hội đồng giám sát, luật sư Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Nội vụ Hội đồng Chấp hành, ông Nguyễn Văn Tánh, Cố vấn. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình SBTN Washington DC xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.